Lời Chúa theo Thánh Gioan, chương 6, từ câu 51 đến câu 58. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân Do Thái rằng: Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống. Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được? Chúa Giêsu nói với họ: Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha đã đứng hàng sống đã sai tôi và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Quý vị và các bạn thân mến, trong hội đường Capernaum, trước đám đông dân chúng đang háo hức tìm gặp Chúa Giêsu, Chúa Giêsu mặc khải: Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống. Lời mặc khải này trở thành chủ đề của những người Do Thái thắc mắc và lớn tiếng tranh luận với nhau: Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được? Những người Do Thái tranh luận không phải vì họ không hiểu những gì Chúa Giêsu nói, nhưng vì họ không tin vào quyền năng của Chúa. Nói cách khác, họ không tin Chúa Giêsu là Thiên Chúa, không nhìn nhận Chúa Giêsu là đấng từ trời xuống. Đối với họ, Chúa Giêsu chỉ là một người xuất thân từ tầng lớp bình thường. Họ nói với nhau: Ông này chẳng phải là ông Giêsu, con ông Giuse đó sao? Cha mẹ ông ta, chúng ta đều biết cả. Một người xuất thân từ tầng lớp bình thường như vậy thì không thể là đứng từ trời xuống được. Những thắc mắc này không chỉ được đặt ra bởi người Do Thái thời Chúa Giêsu, nhưng nó cũng là thắc mắc của con người qua dòng lịch sử mà cả chúng ta ngày hôm nay. Thắc mắc này không chỉ đến từ những người không phải là Kitô hữu, nhưng ngay cả người Kitô hữu nhiều khi cũng thắc mắc. Điều đáng nói là những thắc mắc này nhiều khi trở thành chướng ngại vật, làm cho chúng ta vấp ngã niềm tin của mình, trở thành hàng rào ngăn cản chúng ta đến với Chúa Giêsu nơi bí tích thánh thể. Trong một trận động đất tháng 12 năm 1987 tại xứ Armenia thuộc Liên Xô cũ, trong lúc nằm trong đống đổ nát để cho con mình được sống, bà Susanna, người dùng một miếng kính vỡ cắt đầu ngón tay của mình để máu chảy ra và đưa vào miệng đứa con cho nó mút. Hay như trong trường hợp động đất ngày 17 tháng 1 năm 1995 tại thành phố Kobe, Nhật Bản, trong lúc nằm dưới đống đổ nát, một bà mẹ đã cắt tay mình lấy máu cho con uống để duy trì mạng sống cho con. Chứng kiến những tấm gương trên, không ai trong chúng ta lại không ngưỡng mộ và cảm phục về tình yêu trao ban chính thịt máu mình. Trong chúng ta chắc không ai không biết chuyện Thoại Khanh và Châu Tuấn. Vì đói khổ bần cùng, nàng dâu Thoại Khanh hằng ngày đã chấp nhận róc từng thớ thịt của mình để nuôi mẹ, sống cho tới ngày chồng trở về vinh quy bái tổ. Việc cho người khác ăn thịt, uống máu mình
không chỉ là cách diễn tả tình yêu, mà thật sự thịt máu đó còn đem lại sự sống. Chúa Giêsu mời gọi người ăn thịt và uống máu mình, là người mời gọi chúng ta hãy đón nhận tình yêu và sự sống của người. Hãy để đời sống của chúng ta được bồi dưỡng bằng tình yêu và sự sống của Thiên Chúa. Nếu là người cha, người mẹ trần thế còn biết trao ban chính thịt máu của mình để duy trì sự sống cho con mình, thì làm sao Thiên Chúa, đấng nguồn mạch tình yêu, lại không thể ban thịt và máu của mình để cho chúng ta được sống? Thịt và máu của những người cha, người mẹ trần thế mang nhiều giới hạn và chóng qua mà còn có thể duy trì mạng sống cho con cái, thì chúng ta chắc chắn rằng thịt và máu của đấng thường hằng, vĩnh cửu sẽ đem lại cho chúng ta sự sống đời đời. Điều này không chỉ dựa trên suy tư của con người mà chính Chúa Giêsu cũng đã khẳng định như vậy. Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn và máu tôi thật là của uống. Diễn từ bánh hằng sống xưa kia nay hiện diện một cách thực sự và sống động nơi bí tích thánh thể. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta luôn biết đáp lại lời mời gọi của Chúa Giêsu qua việc chuẩn bị cho mình một thái độ xứng đáng mỗi khi đến tham dự bí tích thánh thể. Thái độ xứng đáng này không chỉ dừng lại ở diện mạo bên ngoài, nhưng tâm hồn cũng cần được tắm gội để khỏi bị tội lỗi và được trang điểm lộng lẫy bởi những hy sinh, những việc lành phúc đức trong đời sống hằng ngày của chúng ta. Amen.